Trung Quốc là thanh gươm treo trên cổ của Trung Quốc. Vậy nó có phải là quả bom nước trên đầu Việt Nam hay không? Và giả sử trong trường hợp con đập này vỡ thì Hà Nội của chúng ta có bị cuốn trôi ra Biển Đông hay không? Vâng, xin trả lời với quý cô bác và các bạn rằng đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì Việt Nam ta không có bị ảnh hưởng gì cả. Sẽ không có bất cứ một giọt nước nào trên sông Dương Tử chảy tới Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta xem vị trí con đập này ở đâu nhé. Vâng, nó lại là ở nơi mà chúng ta nghe rất quen thuộc. Không phải ở Bắc Kinh, Hồng Kông, Thượng Hải, Quảng Châu, Tứ Xuyên hoặc ở Vân Nam giáp với Việt Nam, mà nó ở tỉnh Hồ Bắc nổi tiếng với thành phố Vũ Hán mà cả thế giới đã được biết tới. Vâng, đây chính là quả địa cầu. Và chúng ta sẽ tìm xem con đập Tam Hiệp nó ở vị trí nào trên quả địa cầu này các bạn nhé. Vâng, đây thì các bạn có thể thấy đây, rõ ràng đây là Việt Nam của chúng ta đây. Bên cạnh là Biển Đông. Đấy, còn bên trên này là Trung Quốc. Bên này là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Đây là trên này Bắc Kinh, Hồ Bắc, Hà Nội. Đây là cái tỉnh Hồ Bắc này, nó ở giữa đất nước Trung Quốc. Và đây, con đập nó sẽ nằm ở trên cái thành phố Nghi Xương này một đoạn. Đấy, đây các bạn, nó nằm ở cái vị trí cái hồ nó rất là lớn này. Đó, trên cái bản đồ Google Earth này chúng ta sẽ nhìn rõ con đập Tam Hiệp nó như thế này đây. Và các bạn cũng có thể thấy là cái hình dạng của nó đã bị biến đổi một số cái đoạn cong 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 cả ở phía hai bên và chính giữa dòng. Đây là các cái kết cấu của nó, con đập Tam Hiệp đây. Rất là nhiều cửa xả, đến mấy chục cái cửa xả. Chiều dài cái con đập này thì nó khoảng hơn 2 km các bạn, tính từ điểm bên này qua điểm bên này. Bên cái đập Tam Hiệp này thì nó còn một cái luồng để tàu thuyền chở hàng hóa qua lại đây. Đây các bạn có thể thấy này, một cái tàu hàng nó rất là lớn. Khi đi vào cái luồng hàng hóa này, nó sẽ có cái cầu trục rất là lớn, tải trọng cả ngàn tấn. Khi tàu vào đây thì bắt đầu nó mới hạ xuống và nó đi theo cái luồng này tiếp tục vận chuyển đi ra ngoài, đi tiếp. Rất là hiện đại, rất là kiên cố, rất là rộng lớn. Đây các bạn có thể thấy là Bắc Kinh ở trên này. Thì đây khoảng cách từ cái đập Tam Hiệp nó đây lên đến Bắc Kinh thì nó khoảng 1.100 km. Còn từ Hồ Bắc mà xuống đến Hà Nội, đây tính từ Hồ Bắc này đến biên giới Việt Nam, đấy thì nó khoảng 990 km. Con sông Dương Tử thì đầu nguồn của nó là ở trên Tây Tạng. Đấy, lưu vực của nó trên Tây Tạng. Thì bắt đầu về đến Tứ Xuyên thì hình thành dòng chảy bắt đầu rõ rệt. Đấy, các bạn có thể thấy. Đây, về đến Tứ Xuyên và chảy qua Nghi Tân của Tứ Xuyên, Lô Châu của Tứ Xuyên và chảy về Trùng Khánh. Đây, khu vực này là khu vực Trùng Khánh. Từ Trùng Khánh tiếp tục chảy về Nghi Xương, thành phố Nghi Xương của tỉnh Hồ Bắc. Đây, con đập được xây dựng tại huyện Tứ Quy. Đấy, con đập này xây dựng tại huyện Tứ Quy, khu vực này. Và tiếp tục dòng sông này thì chảy qua bên này là Kinh Châu. Đây, khu vực thành Kinh Châu. Ngày xưa Quan Văn Trường chiếm giữ Kinh Châu là đây này. Đấy các bạn ạ. Rồi chảy về Hồ Nam. Đây, tiếp tục là chảy ra qua giữa thành phố Vũ Hán. Đấy, Vũ Hán đây. Tiếp tục là qua thành phố Cửu Giang, An Huy. Chảy qua Nam Kinh. Đấy, chảy qua Nam Kinh, Dương Châu. Đó. Đây là những cái địa điểm các bạn nghe rất là quen thuộc. Ngày xưa mà quân Lưu Bị với cả quân Ngô Quyền và quân Tào Tháo đánh nhau dọc cái bờ sông Dương Tử này, chiếm mấy cái thành Hợp Phì, Nam Kinh, Dương Châu, Kinh Châu. Đấy. Và cuối cùng là đổ ra biển ở Thượng Hải. Đây, cửa biển rất là rộng. Đấy, một loạt những cái con sông và đổ ra biển Hoa Đông. Đấy. Bên kia là đảo Jeju của Hàn Quốc. Bên này là Nhật Bản.
con đập Tam Hiệp nằm trên sông Trường Giang, hay còn có tên khác là Dương Tử Giang hoặc là dòng sông Dương Tử, tại Tam Đảo Bình, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Việc xây dựng con đập bắt đầu vào năm 1994. Nó là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Hồ chứa của nó đã bắt đầu có nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2003 và chiếm toàn bộ vị trí hiện tại của khu vực Tam Hiệp, Thơ Mộng, nằm giữa thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bồ Lăng của Trùng Khánh. Về dòng sông Trường Giang là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới sau sông Nin ở châu Phi và sông Amazon ở Nam Mỹ. Sông Dương Tử dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía Tây Trung Quốc đổ ra biển Hoa Đông. Dòng sông này trước đây được coi như là điểm phân chia giữa hai miền Hoa Bắc và Hoa Nam Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2003, công trình đập Tam Hiệp đã nối liền hai bờ sông, làm ngập lụt thị trấn Phụng Tiết, là khu dân cư đầu tiên trong các khu dân cư bị ảnh hưởng của dự án phát điện này. Trong quá khứ, những trận ngập lụt dọc theo hai bờ sông đã từng là vấn đề lớn của Trung Quốc, gây thảm họa lớn. Là năm 1954, trận lụt sông Dương Tử này đã giết chết khoảng 30.000 người. Những trận ngập lụt nặng nề nhất diễn ra trong các năm 1911 giết chết khoảng 100.000 người, năm 1931 khoảng 145.000 người và năm 1935 khoảng 142.000 người chết. Con đập được làm từ bê tông và thép. Đập có chiều dài 2.355m và đỉnh cao đập 185m. Công trình này đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông. Bạn thử tưởng tượng tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam với chiều dài 462m cho 81 tầng được xây dựng hết khoảng 17.000 mét khối bê tông, thì với khối lượng của đập Tam Hiệp có thể xây dựng được 1.588 tòa nhà Landmark 81. Và với toàn bộ các tòa nhà, chung cư, khách sạn cao tầng của cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ước tính hơn 1.000 tòa, thì với khối lượng bê tông của đập Tam Hiệp có thể xây dựng toàn bộ các tòa nhà cao tầng tại Việt Nam, một con số thật kinh khủng khiếp. Đặc biệt là đào bỏ và di dời khối lượng lên tới 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao 181 mét so với nền đá gốc. Mực nước đập cao tối đa là 175 mét so với mực nước biển. Vùng hồ chứa có chiều dài lên tới 660 km, tương đương khoảng cách từ Hà Nội đến Huế, và chiều rộng trung bình là 1,12 km, chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Con đập xây dựng kéo dài 16 năm, bắt đầu từ năm 1993 đến năm 2009 khi tất cả 26 tổ máy đi vào hoạt động. Sau khi hoàn thành thì có đến 13 thành phố, 140 thị trấn và 1.600 làng mạc bị nhấn chìm trong nước và hàng triệu dân Trung Quốc phải di dời đi nơi khác. Trở lại nội dung chính, độ cao mực nước của đập Tam Hiệp tối đa là 175 mét so với mực nước biển, cao hơn 170 mét so với khu vực cuối sông Trường Giang đổ ra biển tại Thượng Hải. Còn với các dãy núi ở biên giới Việt Nam giáp với Trung Quốc ở các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang cho tới Móng Cái, gồm dãy sông Cấm, dãy Đông Sơn, dãy Bắc Sơn và dãy Đông Triều, thì độ cao so với mực nước biển từ 1.600 mét ở Sapa, Lào Cai đến thấp nhất là hơn 200 mét ở Móng Cái. Độ cao này còn cao hơn cả mặt nước của đập Tam Hiệp tới vài chục mét, thì chắc chắn là trong trường hợp con đập này có bị vỡ vì bất cứ lý do gì thì cũng không ảnh hưởng điều gì đến nước ta cả. Ngay cả khi sức nước của đập Tam Hiệp tạo ra cơn sóng thần lớn gấp 3 lần trận sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 thì cũng chỉ ảnh hưởng đến các quần đảo của Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan bị ảnh hưởng mà thôi. Trong trường hợp nếu đập Tam Hiệp sụp đổ, 6 tỉnh ở đồng bằng Trung Quốc, đây là khu vực thịnh vượng nhất của đất nước này, sẽ thành bình địa. Trong đó có cả Thượng Hải, một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, là trung tâm tài chính lớn nhất Trung Quốc ở cuối nguồn sông Dương Tử, cũng sẽ bị cuốn phăng ra biển Đông. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với thế giới hàng ngàn năm qua sẽ tan biến trong nước lũ. Hàng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng sản xuất để xuất khẩu cùng với tàu bè thương mại, xe cộ sẽ bị tan phá, mất nguồn cung cấp điện khổng lồ. 1/3 dân số Trung Quốc sẽ chìm trong bóng tối. Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế sụp đổ, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi là tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu đoàn từ bộ binh, phòng không không quân, tên lửa xung quanh con đập này. Thậm chí hệ thống phòng thủ này còn lớn hơn tại Bắc Kinh. Theo tính toán, trừ khi có một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào con đập này, hoặc bom nguyên tử, hay một trận động đất cực lớn xảy ra tại nơi đây, thì đập Tam Hiệp
mới có thể bị phá vỡ. Vâng, video xin được phép kết thúc ở đây. Kính chúc quý cô bác, các bạn và gia đình luôn luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Quý cô bác và các bạn yêu mến, xin dành tặng một like, chia sẻ và đăng ký kênh Pháo Đài Bay B52 để đón nhận những thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông cùng với những tin tức thú vị trong nước và quốc tế, được phát hành vào lúc 7 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh B52 Fly. Xin chào và hẹn gặp lại.